diệu ra từ lễ tháng phóng là chủ diệu đại tăng các thập phật tiền hãng đem phong đức đến thánh hướng và thư linh của Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thọ về tám tuổi và còn thể nghe phong ở cha mẹ lắm mẫu nhân dân nguồn ký và phổ tiến kỳ siêu cho hư linh Phan Thị Tén Hoàng Thị Nguyên Phan Thị Anh Đỗ Thị Tám giảng sanh và phẩm đức hai lần cho một chư phật từ lòng thành cầu an cho tất cả năm đồ phật tử trên địa bàn đây cùng gia đình theo danh sách phật vi nãi và thiên vũ thị lợi vũ ngôn và thiện tâm dương nhân hùng